Xin chào mừng tất cả các bạn đang đến với kênh tin tức sau Việt của chúng tôi. Và ngay sau đây, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất. Ngô Kiến Huy làm đây show miễn phí cho 15.000 khán giả. Sau 10 năm kể từ khi live show chạm tay vào điều ước, Ngô Kiến Huy mới quyết định làm đêm nhạc quy mô lớn thứ hai trong sự nghiệp ca hát. Ban đầu, anh định phát hành 10.000 vé miễn phí cho khán giả dự concert truyền Thái Y, nhưng sau đó phải bỏ thêm chi phí, tăng lượng vé lên 15.000 vì số khán giả đăng ký đi xem show này quá đông. Diễn viên Sam tới chúc mừng đàn anh làm live show khủng, kỷ niệm hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật. Cô là đồng nghiệp thân thiết, từng đồng hành dẫn nhiều chương trình game show với Ngô Kiến Huy. Chàng bắt bực mí rằng, đêm nhạc của anh sẽ có nhiều ngôi sao nổi tiếng như là Nụ Phước Thịnh, Đông Nhi, Hoàng Thùy Linh, Ninh Dương Lan Ngọc, Trung Phạm, Sam, DJ Mesao làm khách mời. Ngô Kiến Huy khá hồi hộp vì đây sẽ là lần đầu anh song ca cùng Hoàng Thùy Linh. Nam ca sĩ chia sẻ, nhờ có sự đồng hành của một số nhà tài trợ, đêm nhạc của anh được đầu tư chỉnh chu chất lượng về cả phần nghe và nhìn. Tôi sẽ xuất hiện với hình ảnh một Ngô Kiến Huy đa sắc màu, pha trộn giữa nét thanh lịch cá tính và cả sự dí dỏm tinh nghịch, Ngô Kiến Huy bật mí. Sam chăm chú nghe đàn anh phát biểu, cô được mời tham gia một tiết mục trong đêm nhạc truyền Thái Y. Ở tuổi 31, Ngô Kiến Huy đã gặt hái được nhiều thành công. Anh là nghệ sĩ đa năng của làng giải trí. Ngô Kiến Huy được khen hát hay, đóng phim giỏi, đắt show làm MC và gần đây còn lớn sân sang kinh doanh quán cà phê, cơ sở nhà khoa. Anh tự nhận bản thân pha trộn nhiều tính cách. Khi làm nghệ thuật, Ngô Kiến Huy rất bay bổng phiêu linh, nhưng trong kinh doanh, anh lại là người dạy bén và tỉnh táo. Ngô Kiến Huy chụp ảnh cùng bạn bè khách mời dự họp báo. Live show truyền Thái Y sẽ được diễn ra vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 19 tháng 2 tại thành phố Hồ Chí Minh.